Chào các em, cô lại tiếp tục đồng hành cùng các em ở bộ môn Khoa học tự nhiên 8. Nhưng ở năm nay thì mình sẽ sử dụng bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Bài số 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm. Ở bài này, mục tiêu là chúng ta sẽ nhận biết được một số dụng cụ hóa chất và nêu được quy tắc sử dụng hóa chất an toàn. Thứ hai, ta nhận biết được các thiết bị điện trong môn khoa học tự nhiên 8 và trình bày cách sử dụng điện an toàn. Đầu tiên là ta tìm hiểu về hóa chất trước. Cách nhận biết hóa chất Hóa chất thường sẽ đựng trong chai hoặc là lọ kính và bên trên có dán nhãn. Ta sẽ nhận biết hóa chất dựa vào những thông tin được ghi trên nhãn. Trên nhãn thì thường sẽ ghi tên, nè, công thức hóa học, trọng lượng, thể tích, độ tinh khiết, nhà sản xuất, các ký hiệu cảnh báo, điều kiện bảo quản, vân vân. À, ở đây có đưa ra cho các em ba cái ví dụ về các nhãn dán. Câu hỏi như sau: Hãy cho biết thông tin các à có trên các nhãn hóa chất ở hình 1.1. Mình sẽ tìm hiểu lần lượt từng cái nhãn dán một ha. Rồi đầu tiên là cái nhãn dán cho chất rắn đây là những thông tin nè mỗi dòng ở trên cái nhãn dán này cô sẽ gạch một cái đầu dòng tương ứng bên này ha đầu tiên là sodium hydroxide thì nó chính là tên hóa chất ghi tên nè ở đây người ta cũng nói là có ghi tên nè thì tên của nó sẽ là sodium hydroxide tên ha thứ hai naoh đây chính là công thức hóa học đó thứ ba cái chữ ký hiệu mw 40,00 thì cái này là khối lượng mol phân tử đây là mw là viết tắt của chữ này cô có ghi chú cho các em ha à, ở đây là 40, giá trị là 40 và đơn vị tính đó là gam trên mol. Tiếp theo, AR hóa chất tinh khiết, tức là nói về độ tinh khiết. Rồi khối lượng 500 gam, Tiếp theo, cái dòng này là tiêu chuẩn chất lượng ha. Rồi hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Đó. Đó là thông tin trên cái nhãn của hóa chất thứ nhất. Ta sang cái loại hóa chất thứ hai. Hydrochloric acid 37%. Vậy thì trước khi xem đáp án mình sẽ tự làm thử ha. Đầu tiên là hydro Chloric acid, cái này là tên nè, tên hóa chất nè. 37% cái này là nồng độ phần trăm. Rồi tiếp theo, HCl, đây là công thức hóa học. Đó, công thức hóa học. Rồi tiếp theo MW, 36,46 gam trên mol thì nó cũng giống cái này. Gam trên mol ha. Tức là khối lượng mol phân tử. Các em để ý thấy đơn vị giống nhau thì à, À, tên của đại lượng sẽ giống nhau. Rồi à, bên dưới là có bốn cái cảnh, cái hiệu cảnh báo. Những cái hiệu cảnh báo này mình đã học ở lớp dưới rồi. À, nó sẽ tương ứng như vậy. Đầu tiên á là chất ăn mòn, ừ, cái biển này nó hơi mờ. Thứ hai là chất độc môi trường. Thì à, à, trên cái biển này nó sẽ có cái cây nè cây chết nè con cá chết nè do hóa chất ha rồi cái biển thứ ba biển thứ ba có cái đầu lâu nè các em nó là hóa chất độc hại biển thứ tư có in hình người tức là chất nguy hiểm cho sức khỏe nội dung của bốn cái biển này cô cũng đã liệt kê cụ thể ở đây rồi ta sang cái biển thứ ba à, đầu tiên nó là cái ký hiệu cảnh báo ha các em cái uh, cái hình thoi màu vàng viền đen đây nè. Đây là biển cảnh báo. Ở trong nó ghi là oxygen Gas 2. À, tức là nó là khí oxygen nén, ở dạng nén. Rồi, tiếp theo, oxygen đây là tên. Rồi, dòng phía dưới tiếp theo là UN1072. Thì cái UN này nè, UN này là mã số xác định hóa chất nguy hiểm này là quy định quốc tế ha. Thì cái mã số này thường nó sẽ có bốn chữ số ha các em. Đối với oxygen, khí oxygen nén á thì bốn chữ số tương ứng của nó sẽ là 1072. Mỗi hóa chất nó sẽ có một cái mã số riêng. Ví dụ như là chlorine chẳng hạn thì mã số của nó sẽ là 1017. Đó ví dụ cho các em như vậy ha. Tức là mỗi hóa chất nó sẽ có một cái mã số riêng. Rồi net weight 25 kg, cái này là khối lượng đây, khối lượng 25 kg. Và các em lưu ý cái chữ net weight này nè, tức là không tính bao bì, chỉ tính cái phần hóa chất bên trong thôi. Và lưu ý cho cô luôn, có thể nhiều bạn nghĩ cái này là trọng lượng, nhưng nó là khối lượng ha, không phải trọng lượng đâu. Trọng lượng đơn vị tính của nó là khác, đơn vị tính của nó sẽ là Newton. Còn đơn vị tính ở đây là kg thì nó là khối lượng. Sang phần 2, quy tắc sử dụng hóa chất an toàn trong phòng thí nghiệm. Ở đây người ta có đưa ra cho các em vài quy tắc. Cô sẽ tóm tắt nhanh cho mình. Thứ nhất là không sử dụng hóa chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ mất chữ. Và trước khi sử dụng thì cần đọc kỹ thông tin của hóa chất. Thứ hai, không dùng tay trực tiếp lấy hóa chất nếu lấy hóa chất rắn ở dạng hạt nhỏ hay bột á thì phải dùng thìa kim loại hoặc là thủy tinh còn nếu lấy hóa chất rắn ở dạng hạt to ở dạng dây hoặc là thanh dây và thanh ở đây ví dụ như là dây đồng dây kẽm hoặc là thanh đồng thanh kẽm chẳng hạn thì ta có thể dùng panh để gấp rồi giới thiệu cho các em cái panh nè và đây là đồ gấp hóa chất ha Rồi sau khi sử dụng thì không được để lại cái thìa và cái banh đó lại vào trong cái bình hóa chất. Còn đối với hóa chất lỏng thì sao? Lấy hóa chất lỏng từ chai miệng nhỏ thì thường phải rót qua phễu hoặc qua cốc. Ống đông có mỏ. Đây, đây là cái ống đông này các em. Có mỏ tức là nó có một cái phần nhô ra như vậy cho mình dễ rót nè. Còn đây là cái ống hút nhỏ giọt. lấy lượng nhỏ dung dịch thì dùng ống hút nhỏ giọt khi mình rót hóa chất thì mình phải hướng cái nhãn hóa chất lên trên để không làm hỏng nhãn nếu hóa chất dính vào người hoặc bị đổ tràn ra ngoài thì phải báo với giáo viên hóa chất dùng xong còn thừa không được đổ lại bình mà phải được xử lý theo hướng dẫn của giáo viên câu hỏi như sau đọc tên công thức của một số hóa chất thông dụng có trong phòng thí nghiệm và cho biết ý nghĩa của các ký hiệu cảnh báo trên các nhãn hóa chất. Thì cái này ở lớp giáo viên sẽ cho các em làm. Câu 2. Trình bày cách lấy hóa chất rắn và hóa chất lỏng. Đây, cách lấy hóa chất thì ở trên đây người ta nói rất rõ. Ở cái gạch đầu dòng thứ hai ha. Hoặc mình có thể quan sát ở đây cái này cô chỉ ghi lại từ từ cái gạch đầu dòng thứ hai ra thôi hai lớn giới thiệu một số dụng cụ thí nghiệm và cách sử dụng rồi một số dụng cụ thí nghiệm ở đây người ta giới thiệu cho các em thứ nhất là ống nghiệm cái này mình hay dùng nhất nè cốc thủy tinh bình nón ở trên cốc thủy tinh bình nón và ống đông á, nó sẽ có cái thang chia để mình định lượng hóa chất ha phiếu lọc, ống hút nhỏ giọt và kẹp gỗ. Về cách sử dụng một số dụng cụ phổ biến, đầu tiên là ống nghiệm nè. Đây người ta nói rất rõ ràng cho mình. Đó là khi mình sử dụng ống nghiệm á, thì ta sẽ giữ ống nghiệm bằng tay không thuận, dùng tay thuận để thêm hóa chất vào ống nghiệm. Câu này có nghĩa là nếu như các em thuận tay phải á, thì mình sẽ dùng tay trái để giữ ống nghiệm, còn cái tay phải mà tay thuận á thì mình sẽ dùng để thêm hóa chất vào ống nghiệm. Còn khi đun nóng hóa chất thì ta phải dùng cái kẹp ha các em, kẹp gỗ ở trên đây nè đó. Ta sẽ kẹp cái ống nghiệm ở ngay chỗ này. Rồi đưa đáy ống nghiệm vào ngọn lửa đèn cồn. Miệng ống phải nghiêng về phía không có người, cái chỗ này rất là quan trọng ha. À, để phòng việc là hóa chất bắn ra làm nóng đều đáy ống nghiệm rồi mới đun trực tiếp tại nơi có hóa chất và điều chỉnh đáy ống nghiệm vào vị trí nóng nhất của ngọn lửa không để đáy ống nghiệm sát vào bất đèn cột cái thứ hai là ống hút nhỏ giọt ống hút nhỏ giọt có quả bóp cao su để lấy chất lỏng với lượng nhỏ đây nè các em cái cái màu đỏ đây là quả bóp cao su ha và cách sử dụng nó là gì đầu tiên ta sẽ bóp chặt và giữ quả bóp cao su và để nguyên như vậy đưa vào bình đựng hóa chất sau đó chúng ta sẽ thả chậm cái quả bóp cao su này nó để à, để hút chất lỏng lên sau khi hút xong rồi á thì mình sẽ chuyển cái ống hút nhỏ giọt đến ống nghiệm à, rồi mình bóp nhẹ cái quả bóp cao su để cho à, cái dung dịch hóa chất nó chảy vào ống nghiệm và ở đây lưu ý là không chạm đầu hút nhỏ giọt vào thành ống nghiệm. À các em quan sát cái video sau ha. Phần 3, giới thiệu một số thiết bị và cách sử dụng. Đầu tiên là thiết bị đo pH. Thì thiết bị đo pH dùng để xác định độ pH của một dung dịch hoặc là một môi trường. Các em có thể hiểu đơn giản nó là dùng để xem thử cái dung dịch hoặc là môi trường đó có tính axit hoặc là tính base. Ở đây giới thiệu cho các em hai thiết bị đó là máy đo pH và bút đo pH. Cách sử dụng ở đây nói rất rõ ràng nè đó là cho điện cực của thiết bị vào dung dịch cần đo pH, thì giá trị pH sẽ hiện trên thiết bị đo. Đây, à, trên cái màn hình này sẽ hiển thị giá trị pH ha. Giá trị pH này nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến 14. Trong đó nếu như mà à, màn hình hiển thị cái kết quả có giá trị từ 0 cho đến 7, thì à, mình có thể kết luận là dung dịch đó có tính axit Ví dụ như là nước chanh nè, nước cam nè. Nước chanh thì à, có độ pH từ 2 cho đến 3. Còn à, nước cam thì có giá trị pH có độ pH từ 3 cho đến 5, này tùy vào cái việc mình pha loãng ra ha. Thì giá trị nằm trong khoảng đó. Còn à, ví dụ như giá trị pH nó là 7 đến 14 á, thì mình có thể kết luận là dung dịch của mình có tính base. Ví dụ như là nước vôi trong chẳng hạn nước vôi trong thông thường nó có giá trị pH từ 10 cho đến 12. Còn nếu như mà giá trị pH mình đo được nó ra là 7 hoặc là xung quanh giá trị 7 ví dụ như là 6, bao nhiêu đó hoặc là 7, hơn ha thì mình có thể kết luận đó là dung dịch của mình là trung tính. Ví dụ như là nước máy chẳng hạn, nước mình đang sử dụng để ăn uống sinh hoạt thì nó sẽ là có độ pH là trung tính, tức là nó sẽ nằm quanh giá trị 7. Sử dụng thiết bị đo pH để xác định pH của các mẫu sau: nước máy, nước mưa, nước hồ ao, nước chanh, nước cam, nước vôi trong. Cái này ở trường giáo viên sẽ cho các em làm. Thứ hai là huyết áp kế. À, cái huyết áp kế này thì chắc là các em quen thuộc ha mình hay thấy ở trong các phòng khám hoặc là các bệnh viện dùng để đo huyết áp. Thứ ba là thiết bị điện và cách sử dụng. Đầu tiên là nguồn điện, nguồn điện hay còn gọi là thiết bị cung cấp điện. Trong các thí nghiệm về điện ở khoa học tự nhiên thì hay sử dụng pin 1,5V. Còn nếu mà yêu cầu các bộ nguồn có giá trị điện áp lớn hơn, ví dụ như là 3V hoặc 6V thì ta sẽ ghép các pin này lại với nhau. Thiết bị thứ hai là biến áp nguồn. Đây ha các em, biến áp nguồn. Vậy cách sử dụng cô sẽ nói sơ qua ha. Cách sử dụng cái biến áp nguồn đó là đầu tiên em phải cấp điện cho nó bằng cách là cắm cái dây này trực tiếp vào trong mạng điện gia đình hoặc là mạng điện ở phòng thí nghiệm. Đây gọi là điện áp đầu vào. Điện áp đầu vào à, nó sẽ có giá trị 220V và nó là điện áp xoay chiều nó bằng với lại giá trị điện áp ở gia đình của mình ha còn đầu ra đầu ra nó sẽ có hai cổng một cổng ac đây là cổng xoay chiều à, thứ hai là cổng dc đây là cổng một chiều mình lưu ý là cổng một chiều thì nó sẽ có hai chốt cắm là một chốt dương và một chốt âm còn điện xoay chiều thì nó không phân biệt cực dương cực âm ha các em à, tương ứng như thế mình có thang điện áp đầu ra người ta cho các em cái thang này nè 3V, 6V, 9V, 12V, 18V và 24V. Thì tùy vào cái thí nghiệm của các em yêu cầu là điện áp bao nhiêu thì mình sẽ vặn cái kim chỉ thị này đến giá trị bấy nhiêu. Ví dụ, mạch điện của các em yêu cầu là điện áp 12V và một chiều thì mình sẽ sử dụng cổng này và vặn cái kim chỉ thị đến giá trị 12V. Tiếp theo thiết bị đo điện Thiết bị đo điện giới thiệu cho các em hai loại đó là ampe kế và vôn kế. Ampe kế thì dùng để đo cường độ dòng điện, đây ở đây người ta có nói nè. Vôn kế thì dùng để đo hiệu điện thế. Về phần cấu tạo á, các em có thể nhìn thấy là cấu tạo sơ lược thì nó khá là giống nhau. Trên cái mặt hiển thị này nè, nó đều có hai thang đo hết. Chỉ có một cái thước thôi nhưng có hai thang đo ha, một thang đo ở trên và một thang đo ở dưới. Bên này cũng vậy rồi à, điểm giống nhau nữa là nó sẽ có ba cái chốt hai thiết bị này đều có ba cái chốt trong đó hai chốt dương màu đỏ là sẽ tương ứng với hai cái thang hai thang đo này mỗi chốt tương ứng với một thang đo ha mình muốn sử dụng thang đo nào thì mình à, cắm vào cái chốt dương đó rồi một chốt còn lại là chốt âm điểm khác nhau cơ bản về cái cấu tạo này á, thì các em có thể nhìn thấy là trên mặt hiển thị của ambe kế nó ký hiệu chữ A. A là viết tắt của ambe nè. Còn mặt hiển thị của vôn kế thì nó có chữ V. V là viết tắt của vôn. Khác nhau về chức năng nữa, như lúc nãy cô nói á, ambe kế thì đo cường độ dòng điện, còn vôn kế đo hiệu điện thế. Câu hỏi như sau, Quan sát ampe kế, vôn kế trong hình 1.6 và cho biết. Câu hỏi số 1 nè, chỉ ra đặc các điểm đặc trưng của ampe kế và vôn kế. Đó thì mình nhìn vào cái giao diện của nó mình có thể nói được ha. Thứ hai, chỉ ra sự khác nhau giữa hai dụng cụ này. Là câu trả lời như sau. Này nãy giờ cô nói rồi, mình ghi lại thôi ha. Thiết bị tiếp theo đó là chun meter. Các em có thể gọi đây là chun kế. Đây là thiết bị có nhiều chức năng. Nó có thể dùng để đo dòng điện, điện áp, công suất và năng lượng điện cung cấp cho mạch điện. Các giá trị đo sẽ hiện trên màn hình. Ở đây có nhiều chốt cắm và các nút chức năng. Các nút chức năng có nói rõ ở đây cho mình rồi ha. Tiếp theo thiết bị sử dụng điện gồm có biến trở, Biến trở là một loại điện trở có thể thay đổi giá trị được. Như các em có thể thấy ở đây nó có một con chạy nè. Mình muốn thay đổi giá trị của điện trở thì mình chỉ cần kéo cái con chạy này chạy qua chạy lại trên cái thanh dọc. Thứ hai là diode phát quang kèm điện trở bảo vệ. Đây đèn diode. Điện trở bảo vệ là cái màu vàng nhỏ nhỏ ở một bên này nè. Rồi, bóng đèn pin kèm đuôi 3V. Tiếp theo các thiết bị điện hỗ trợ. Ở đây có công tắc. À, công tắc thì có thể đóng mở ha. Bằng cách là các em gạt cái cần gạt lên xuống. Nếu mà gạt lên thì là công tắc mở, còn gạt xuống là công tắc đóng. Cầu chì ống và dây nối. Câu hỏi thảo luận như sau. Hãy thảo luận nhóm về cách sử dụng điện an toàn trong phòng thí nghiệm khi sử dụng thiết bị đo điện ví dụ ampe kế, vôn kế, tuner. Cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng? Thứ hai, khi sử dụng nguồn điện là biến áp nguồn, cần lưu ý điều gì? Thứ ba, trình bày cách sử dụng an toàn các thiết bị điện. Câu trả lời gợi ý cho các em như sau.